Xin chào các bạn. Trong video này mình sẽ nói cho các bạn về xu hướng thời trang hiện nay trong năm 2019 và các mẹo để chọn quần áo cho mình, cho bản thân mình sao cho phù hợp nhất. Cùng với sự vận động không ngừng của xu hướng, thời trang đã chứng minh tính vô hạn của mình. Những điều ngỡ là chân lý nhưng quy tắc ăn mặc cũng có thể bị xói mòn. Hầu hết chúng ta đều cố gắng tuân thủ theo các chuẩn mực thời trang, cập nhật xu hướng mới nhất để trông thật sành điệu, áp dụng các quy luật phối đồ để ăn mặc phù hợp và thậm chí những bài trừ những điều khác lạ để không bị bỏ lại. Thì tuy nhiên, chính thời trang lại mang lại tính bất tuân, không có một quy luật nào chắc chắn tồn tại vĩnh cửu. Trong vòng xoáy này, thậm chí các nhà tạo mốt còn tự tay phá vỡ những quy tắc của mình đặt ra. Thứ nhất là họa tiết da beo kém sang. Một năm trở lại đây, họa tiết da beo bất ngờ lên ngôi và càn quét biết bao sàn diễn lớn nhỏ, nhà nhà diện da beo, những cô làng thời trang không ngần ngại diện cả một cây đồ họa tiết hầm hố từng bị gán mác là già nua và kém sang trong làng mốt. Sự chiếm hữu của họa tiết kẻ sọc hoa lá khiến nhiều người tin rằng da beo đã bị bậc khai tử khỏi giới thời trang. Sự hoang dã của da thú không đáp ứng được xu hướng tối giản và được đề cao trong những năm gần đây. Sau 8 năm im hơi lặng tiếng, thu đông 2018 đã đánh dấu sự hồi sinh của họa tiết khó nhằn này. Da beo trở lên mạnh mẽ và có tính ứng dụng cao hơn bao giờ hết. Thời trang da beo xâm chiếm sàn diễn thời trang quốc tế đến tận phong cách ăn mặc thường ngày của quốc nội. Và Kỳ Duyên là một trong những cô nàng lăng xê mốt này rất thành công. Không còn đơn điệu với hai màu nâu và đen, da beo biến tấu với nhiều gam màu hơn và kích cỡ họa tiết cũng được điều chỉnh để dễ dàng phối hợp với các trang phục khác. Thứ hai là màu tím vừa quê vừa xến, được gán mác mộng mơ, màu tím còn nổi danh quê mùa và xến xúa, vừa kém da vừa khó phối đồ. Vậy mà từ năm 2018 đến nay thì sắc tím chưa từng hạ nhiệt trong những biểu đồ thời trang thế giới. Từ tím pastel nhàn nhạt đến tím lịm chói mắt, các fashion đã khẳng định với chúng ta một điều: sắc màu có lỗi, lỗi tại bạn. Sắc màu không có lỗi, lỗi tại bạn chưa biết phối trang phục mà thôi. Không ai ngờ được tông màu bị ghẻ lạnh chẳng mấy khi được đóng góp trong các sự kiện lại xuất hiện nhan nhản muôn nơi. Từ thời trang đường phố đến thời trang cao cấp, màu tím được lăng xê và săn đón vô cùng nhiệt tình. Màu tím trỗi dậy và vô cùng được lòng giới mộ điệu. Từ thời trang cao cấp đến thời trang hàng ngày, chúng ta dễ bắt gặp sắc tím. Đây là sắc được các mỹ nhân V-Biz ưa chuộng, phong cách ngọt ngào như Mizu, rất chăm diện. Thứ ba là người mập không nên mặc màu lỗi. Không mặc màu lỗi. Từ những bài học vỡ lòng về thời trang thì chúng ta đều được dạy là người mập thì mặc màu tối, người gầy mặc màu sáng. Với lý thuyết màu sắc tạo cảm giác to nhỏ xa gần của vật, to nhỏ xa gần của vật thể, thì màu sáng được cho là sẽ khiến người mặc trông to hơn, để lộ những khuyết điểm mỡ thừa cần che giấu. Tuy nhiên, màu sắc không thần kỳ đến vậy. Bên cạnh màu sắc thì độ dài, rộng của trang phục, cách phối hợp các item cùng đóng vai trò quan trọng hơn trong việc che giấu các khuyết điểm. Trên thực tế, nếu biết cách phối hợp khéo léo, những gam màu rực rỡ, tông nóng sẽ kích thích thị giác và tạo cảm giác sự vật trông nhỏ nhắn hơn. Tiếp đến là chất liệu, kích cỡ.
và cách phối đồ giúp dáng người quá khổ trông thon gọn hơn. Trang phục dáng suông sẽ che giấu khuyết điểm. Vòng hai, phì nhiêu. Thứ tư, muốn gợi cảm thì phải hở hang. Nghĩ đến gợi cảm, làng sẽ liên tưởng ngay đến những mẫu đầm trễ lại mong manh, đồi gò bồng đào và trang phục cắt ao táo bạo, thiếu trước hụt sau, thiếu vải và một kiểu sexy. Nhưng trang phục kín đáo cũng có khả năng đốt mắt chẳng hề kém cạnh. So với hở bạo thì thời trang hững hờ, nửa kín nửa hở lại càng có trọng lượng hơn khi cùng đọ sức quyến rũ. Tại sao phải phô phang khi gợi mở sự tò mò sẽ thu hút thêm nhiều sự chú ý. Chưa kể đến làn ranh giữa gợi cảm và phản cảm quá đỗi mong manh nên không phải lúc nào hở nhiều cũng là quyến rũ. Không cần hở trước, hở sau, trang phục dáng ôm sẽ giúp phái đẹp khoe trọn đường cong cơ thể. Chi tiết xẻ tà hay cắt ao phù hợp sẽ giúp làng trông sexy và phản cảm. Và không phản cảm. Thứ năm là nội y cần phải giấu. Đúng như tên gọi của mình thì nội y vẫn thường được mặc là trang phục bên trong, được giấu trong một lớp trang phục chính. Nội y được tính như một sự cố nộ hàng mà chẳng ai mong muốn mắc phải. Thời trang với tính tự do vô tận đã đảo lộn quy tắc này. Ở thời điểm hiện tại, nội y đã trở thành vật chính không chỉ trên các sàn diễn đồ lót mà còn tung hoành khắp sàn diễn thời trang, dạ tiệc hay đường phố. Phái đẹp ắt hẳn chẳng còn xa lạ với mốt diễn, với các thiết kế xuyên thấu vest hay thậm chí là thời trang quần tụt khoe nội y nổi lên táo bạo gần đây. Thứ sáu, váy ngủ chớ mặc ra đường. Kiểu váy lụa mong manh đã vượt qua khỏi biên giới phòng ngủ để trở thành item yêu thích của nhiều quý cô sành điệu. Slip dress vẫn kiểu đầm hai dây mềm mại, thường được làm từ lụa phi bóng hay những chất liệu mỏng nhẹ, nhưng slip dress không còn là trang phục được mặc vào giờ ngủ mà còn được diện ra đường phố, ngoài phố một cách tinh tế. Quả thật hiếm có mặc chiếc đầm nào để thể hiện nữ tính trọn vẹn như slip dress. Chất liệu mềm mại, thiết kế hững hờ và tôn lên những đường cong thể hiện phái đẹp. Một kiểu đầm có vẻ giản đơn nhưng cũng vô cùng sang trọng. Thì trên đây mình đã nói cho các bạn về các xu hướng thời trang hiện nay được các quý cô cũng như các nhà thiết kế vô cùng nổi tiếng lựa chọn để cho mình có những bộ trang phục đẹp hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.